trưởng lão Thích Thông Lạc. Còn đây là về phần về phần cái bức thư này của một người hỏi thầy á, là về phần cái con gà con vịt này kia tôi cắt cổ thì tôi có thể không có cắt cổ con gà vịt, nhưng mà vì làm nông nghiệp cho nên sâu đầy bọ thì phải làm sao bây giờ? Muốn bảo vệ mùa màng cho có hột lúa ăn, muốn bảo vệ cây cải cho mình có ăn thì mình phải dùng những cái thuốc độc để mà sâu đầy bọ thì để mà bảo vệ được cái mùa màng cái thực phẩm để cho mình có mà ăn. Vậy thì vậy thì con sẽ dùng những cái thuốc độc đó để mà diệt sâu gầy thì con có tội không đó? Thì ở đây thầy xin trả lời chung cho thấy là bởi vì ở trong cái môi trường sống của chúng ta nó có những cái sự ô nhiễm, từ cái từ trường ô nhiễm đó nó hợp nó quá sanh ra cái loài động vật độc hơn, dữ hơn, nó để phá hoại mùa màng của chúng ta. Như hiện giờ mà chúng ta trồng những cây lúa mà của ngày xưa thì chúng ta sẽ bị sâu gầy phá sạch, nó không thể nào chúng ta còn có một lúa mà ăn. Cho nên chúng ta phải có những cái loại lúa nó đề kháng, nó chống lại sâu gầy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái thuốc để mình giết những cái loại sâu gầy. Ở đây chúng ta phải công tâm đúng ở trên cái nhân quả mà chúng ta thấy. Bởi vì những cái nhân quả này do từ con người và những cái loài vật nó sẽ tạo ra cái từ trường ác đó, cho nên nó phải sản sinh ra những cái loài vật ác đó. Chẳng hạn bây giờ chúng ta không phun những thuốc đầy đồng thì nó làm sao trong không gian chúng ta có cái đồng? Thì chúng ta ở ăn ở vệ sinh sạch sẽ, đừng có thả rác bừa bãi, đừng có để rác một mưa gió nó thẩm rồi nó bốc lên nó thành ra một cái hơi độc nó làm ô nhiễm môi trường. Chúng ta giữ gìn vệ sinh thì cái môi trường chúng ta nó trong sạch, nó cũng đỡ đi. Còn đằng này rác rến quăng tùm lum tà la, nào bọc nhôm giấy gì đủ thứ, thứ dơ thứ sạch gì cũng quăng, đống rác lâu ngày nó khô thì nó bay bụi, mà ướt ẩm ướt thì nó ra cái chất nước nó ngấm vào nước uống của chúng ta, nó làm cho ô nhiễm. Từ đó cho nên hiện giờ mà chúng ta làm nông nghiệp thì nó rất là khó khăn vì cái nạn sâu gầy, và đất của chúng ta lâu ngày nó phải đạt màu, cho nên chúng ta phải bón nhiều lại thân, thậm chí như ta chúng ta còn lại bón là những phân rất là ác độc, đó là phân cá phân mắm. Nếu người ta xuống sông người ta chài cá lên ăn không hết rồi người ta đem bỏ cái loài đó để thành phân người ta đem bán để làm cho súc vật ăn, hoặc là để cải cái cây để cho cây ăn. Cái tâm của chúng ta quán chưa nên cái từ trường đó nó sinh ra. Bây giờ chúng ta ngăn dừng được cái ác mà không giết sâu rầy, vì sâu rầy nó do cái ác, cái đặc ác mà nó sinh ra những sâu rầy. Ngày xưa người ta làm ruộng nó ít, nó không có sâu rầy nhiều như bây giờ, còn bây giờ nó quá nhiều, cho nên nó diệt cái sự sống của chúng ta rất dễ dàng. Do đó bây giờ mà chúng ta phải nhìn qua cái nhân quả. Thứ nhất là chúng ta phải sống thiện. Sống thiện trên cái mặt thiện như thế nào? Nghĩa là từ con người này đối xử với con người kia đừng có quá ác, đừng có chen bon chen mà chà đạp lên nhau trên cuộc sống, cái nhíu nhau mà giết nhau trên cuộc sống. Thứ nhất là chúng ta con người phải đối xử con người. Cái thứ hai là những con vật lớn như con gà, con vịt, con tôm, con cá thì chúng ta giảm bớt cái sự ác của chúng đi, nó sẽ giảm bớt. Thì khi mà chúng ta giảm bớt đi thì cái loài mà phá hoại thực phẩm của chúng ta nó sẽ bị giảm bớt liền. Vì chúng ta tăng cường cái sự ăn uống như vậy thì nó tăng cường cái từ trường ác. Do đó những cái loài vật bởi ác thì nó phải có cái từ trường độc. Cái từ trường độc nó sẽ sanh ra những cái loài độc, loài sâu độc, loài gầy độc, nó kháng tất cả những cái loài thuốc độc, cho nên từ đó nó phá hoại người mà chúng ta có thể. Do đó mà chúng ta càng tăng lên cái sự mà giết hại sâu gầy bọ bằng cái chất mà thuốc độc thì nó làm cái môi trường và rau cải chúng ta nó có những cái chất độc, nó gây cho chúng ta nhiều cái đau khổ do cái sự ở ăn đầu tiên của chúng ta là thiếu mình bệnh viện. Vì vậy bây giờ chúng ta muốn bảo vệ thì chúng ta phải thấy rằng loài sâu gầy này là do cái nhân của chúng ta làm ác mà nó sinh ra, cái nhân làm ác mà chúng ta nó sinh ra cái loài vật này, cái loài vật này, cho nên nó phải trả cái nhân quả của nó bằng cách hiện bây giờ chúng ta phục phun thuốc này vào những cái loài vật này, cái loài côn trùng này nó sẽ bị giết, nó chết đi, nó mới bảo vệ được mùa màng. Thì rõ ràng là do từ cái hành động của chúng ta, từ cái chỗ chúng ta lưu trữ ra những cái hành động ác của chúng ta mà tạo ra cái môi trường sống của chúng ta, cái gen này nó hợp lại thành những cái loài côn trùng đó. Từ đó chúng ta phải đi tìm cái nguyên nhân, chứ không phải là ngay đó mà chúng ta nói là bây giờ tôi muốn xịt thuốc này, mà mình không xịt thuốc này ngay thì bây giờ thì mình lấy cái gì mình sống? Mà gạo không có nè, thực phẩm không có nè,
thì mình lấy cái gì mình sống? Cho nên ngay từ bây giờ, mặc dù là trên cái mặt này là tôi phải diệt từng cái loài động vật khác này, tại vì nó đến nó xâm chiếm đánh lúa tôi, chứ tôi cần đánh lúa chứ nó có tàn đâu mà nó lẫn ăn. Đó là mình lý lượng mà. Bây giờ nhà tôi như thế này mà người ta thích vuông thích đao thích kính đến người ta cướp cái nhà tôi thì bắt buộc tôi phải chống lại. Bây giờ đặt thành vấn đề như cái chùa của thầy đây là bằng thầm dông trước đen, mối nó lên nó ăn đi, mà thầy cất như nhà chứ đâu phải là tụi mối này nó cất lên nó mà nó ăn, phải không? Cho nên thầy phải có sự bảo vệ chứ. Cái tội của nó là tội ăn cướp, tội lên nhà người ta cướp nhà người ta. Cho nên vì vậy mùa màng thầy cần mình phải suy luôn tư bằng cái tính kiến của mình mà. Cho nên ví dụ như bây giờ con gà, ví dụ như mình nuôi nó, mình nuôi nó để mình ăn thịt, thì mình bắt nó mình ăn thịt, mà nó có nó trong lúc đó mình nói nhân giữ vật thì vật giữ nhân, mình nuôi nó mình ăn thịt. Nhưng mà sự thật ra khi mình bắt con gà mình thấy nó giải dụa, nó đau đớn, phải không? Nó có sự đau đớn, nhưng mà nó đâu có lợi, nó xâm chiếm, nó đâu có mượn mình nuôi nó đâu, phải không? Nó đâu có mượn mình nuôi nó đâu. Nhưng mà muốn ăn thịt nó mình mới đi tìm đi kiếm, rồi mình cứ đem về, nó ở trong rừng đâu đó mình đem về, mình thuần quá làm cái sức vật ở trong nhà của mình nuôi để rồi mình muốn bắt hồi nào đó mình bắt. Sự thật ra nó đâu có muốn ở trong nhà mình đâu, nó đâu có muốn mình nuôi. Mình phải hiểu chứ, thường con gà rừng mình mới đem nó về, mình mới lai dắt làm cho nó trở thành cái nhà, không là nhà của mình. Từ con cá mà ở ngoài biển ngoài sông thì mình đem nó vô trong hồ ao mình nuôi đó, mình cho nó ăn, rồi bây giờ mình bắt nó làm thịt, thì sự thật ra nó có muốn ở trong hồ ao mình không, nó muốn ở ngoài biển mình từ sông chết. Đó là những cái điều kiện mình từ cái chỗ mà ác của mình mà mình phải thấy được thành tập đó. Và đồng thời khi mình đưa tâm của mình khi bắt một con cá thấy nó giải dụa, không phải như giải dụa, khi cầm cái dao đập nó đau đến nó giải dụa. Con gà nó la nó hét, tất cả mọi con vật mình thấy trước sự đau đến nó thì mình xét mình đau khổ thì mình không nỡ không khó chứ nó đâu, nó làm sao mà nó chống lại mình được. Do đó cái tình cảm, cái suy nghĩ của mình nó làm cho mình không nỡ tâm thôi. Cái người nào mà nỡ tâm thì ăn thịt chúng thì cứ ăn, không ai gầy. Pháp luật đâu có bắt tội mình, trừ ra mình cầm dao mình giết người thì người ta bắt tội mình, chứ còn mình giết con gà không ai bắt tội mình hết. Nhưng vì dương tâm của chúng ta thấy sự đau khổ đó và suy tư lại mình có sự đau khổ, bởi vì mình nuốt cái thịt đau khổ đó chắc chắn là dài hôm mình cũng sẽ gặp đau khổ, bệnh tật hoặc tai nạn trong lúc. Còn những cái loài côn trùng mà phá hoại là như hồi nãy thầy nói, từ cái môi trường ác nghiệt của chúng ta, do cái sự ác nghiệt của chúng ta mà tạo ra, cái môi trường sống của chúng ta nó ô nhiễm, nó thành cái bầu không khí nó rất độc hại, do đó nó mới sinh ra, nó hợp nhiên nó sinh ra những cái loài côn trùng nhiều như vậy. Do đó bây giờ cũng bảo vệ sự sống của chúng ta, buộc lòng chúng ta phải cầm cái bình cái chiếc gầy mà chúng ta diệt chúng, nhưng tâm chúng ta bồi hồi nghĩ rằng mình phải cố gắng mình sống thiện để cái bầu không khí của mình, cái môi trường của mình càng ngày nó càng thiện hơn, nó không sinh cái loài độc dữ này. Vì vậy mà cái tâm nguyện của chúng ta nhất định, tuy là bây giờ bảo vệ mùa màng cho sự sống mình hiện tại, nhưng cái tâm nguyện mình rất thiện, từ đó cái môi trường sống của mình nó sẽ sinh ra những cái thứ thiện, do đó những cái loài côn trùng này tự nhiên là không còn, nó không còn nữa. Chứ bây giờ mà ngay liền bây giờ mà chúng ta luôn không thèm xịt nó thì ruộng lúa chúng ta không còn một hộp nào. Bây giờ chúng ta vẫn giữ gìn để bảo vệ mùa màng của chúng ta, coi như nó là bọn cướp nó đến cái tiết diệt của mình, do đó mình bảo vệ chứ mình không có đi tìm lại ngang nó mình diệt. Do đó mình có một cái tư duy suy nghĩ để làm cho tâm mình nó không có hối hận, nó không có khổ đau. Do như vậy, vậy cho nên từ đây về sau mình thấy mỗi lần một con rầy, một con sâu mà nó bị chết nó cũng giải dụa, nó cũng đau khổ thật. Nhưng mà vì sự sống của mình, không lẽ là mình phải như bước chân ăn thì mình lấy gì mà sống, cho nên mình diệt nó. Nhưng mà từ đây về sau mình đừng có giận dữ, mình đừng có làm những cái điều mà ác, mình đừng có chửi mắng người ta, những cái lời nói này nó sẽ thành ra cái môi trường sống ác nghiệt, nó sinh ra cái loài độc dữ này. Mình phải hiểu biết cái nguyên nhân của nó từ đâu mà sinh ra cái loài này, cho nên vừa từ đó mình cố gắng mình khắc phục. Nghĩa là cái thiên thời địa lợi hoặc là mưa thuận gió hòa đều là do cái sự sống của chúng ta, chứ không phải thiên nhiên tự nhiên nó thuận hòa được, mà mình sống hiền lành, sống an ổn. Cho nên cái ngày xưa chúng ta nghe cái lịch sử Trung Hoa nói trong thời Vua Nguyên Vũ lấy đức mà trị dân, cho nên mưa thuận gió hòa, phải không? Mình nói bây giờ đó mình không có thấy cái đạo đức được, mình không biết đạo đức như thế nào mà nhà vua trị. Còn bây giờ đúng là pháp luật người ta có đặt ra, nhưng mà tại sao mà người nào
cũng vi phạm, không chịu mà nghe lời. Cũng như bảo rằng bây giờ đừng lái xe, lái xe phải cẩn thận, phải có bằng cấp bằng giấy đàng hoàng, mà mình thì chưa có giấy gì cũng chạy đại. Rồi có bằng, có cái giấy lái xe được rồi, chạy là chạy quá tốc độ nữa, thì là biết bao nhiêu sự tai nạn đó. Mà mỗi lần mà mình làm sai như vậy đó, cái từ trường của mình lại phóng ra những cái ác đó, chứ đâu phải là nó chứ không mà nó có được. Cho nên cái môi trường sống trong cái bầu không gian này không phải là biết bao nhiêu cái ác. Do đó bây giờ chúng ta gánh chịu được, chứ không mình làm cái đâu phải là trời nào làm hay đất nào làm đâu, chỉ mình. Thì con thấy là bây giờ trả lời câu này thì ngay bây giờ mùa màng thì phải phải giữ gìn, phải vun đúc rầy, không có hại. Nhưng mà điều kiện là từ đây về sau chúng ta sống đối xử nhau, và chúng ta biết chia sẻ nhau từng hạt cơm với nhau, chúng ta biết thương yêu nhau, đừng dùng lời nói mắng chửi nhau, thì lần lượt cái loài côn trùng mà phá hại mùa màng này sẽ không còn có. Thầy bảo đảm với các con cứ sống đi. Với người mình mà sống biết thương nhau, biết đùm bọc lẫn nhau, đừng có chà đạp lên nhau vì miếng ăn manh áo, đừng có vì tiền vì bạc mà phải sống, sống biết thương mọi người với nhau, thương mình thương người, thì mưa sẽ thuận gió sẽ hòa, sâu rầy sẽ không còn có nữa. Nó thì nhớ những lời thầy nói mà làm đúng đi. Cho nên chúng ta thấy bây giờ khoa học nhiều chế ra những cái loại diệt côn trùng nhiều, mà bây giờ côn trùng lại nhiều hơn. Phá hại mùa màng chúng ta lại cay nghiệt hơn, làm cái mùa màng chúng ta rất khó khăn.